Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bác sĩ Online sẽ nói về bệnh ung thư tuyến tụy, bao gồm dấu hiệu, các giai đoạn, chữa bằng y học hiện đại, chữa bằng thảo dược. Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh ung thư tuyến tụy. 1. Đau bụng trên có thể lan tới lưng. 2. Vàng da và lòng trắng mắt. 3. Chán ăn. 4. Giảm cân. 5. Trầm cảm. 6. Các cục máu đông. 7. Đau ở vùng bụng trên, thẳng lưng và tồi tệ hơn khi bệnh nhân ăn uống. 8. Tắc nghẽn đường ruột. 9. Mệt mỏi. 10. Triệu chứng thay đổi phân. Các giai đoạn của bệnh ung thư tuyến tụy. Giai đoạn 1. Ung thư tuyến tụy mới chỉ có giới hạn ở tuyến tụy. Giai đoạn 2. Ung thư tuyến tụy đã lan rộng ra khỏi tuyến tụy, đến các mô lân cận và các cơ quan và có thể đã lây lan đến các hạch bạch huyết. Giai đoạn 3, ung thư tuyến tụy đã lan ra khỏi tuyến tụy đến các mạch máu lớn trên tuyến tụy và có thể đã lây đến các hạch bạch huyết. Giai đoạn 4, ung thư tuyến tụy đã lan vượt xa tụy như gan, phổi và màng bao quanh các cơ quan bụng, phúc mạc. Phương pháp điều trị bệnh ung thư tuyến tụy. Phẫu thuật. Có hai phương pháp phẫu thuật khối u trong đầu tụy là loại bỏ đầu tụy tuyến tụy trong như cũng như một phần của tá tràng ruột non, túi mật và một phần ống mật, một phần của dạ dày có thể được gỡ bỏ, phẫu thuật khối u đuôi tuyến tụy, phẫu thuật để loại bỏ đuôi của tụy và một phần nhỏ của cơ thể. Phương pháp xạ trị. Xạ trị là phương pháp sử dụng chùm tia năng lượng cao để tiêu diệt các tế bào ung thư. Phương pháp hóa trị. Hóa trị là phương pháp sử dụng thuốc để giúp tiêu diệt các tế bào ung thư. Hóa trị có thể được tiêm vào tĩnh mạch bệnh nhân hoặc dùng bằng đường uống. Nấm lim chi chữa bệnh ung thư tuyến tụy. Tác dụng: chất germanium có trong nấm linh chi ngăn chặn ung thư trong cơ thể vì nó loại trừ và kìm hãm sự tăng trưởng của tế bào ung thư, làm sản sinh phong phú các loại vitamin, chất khoáng, đạm cần cho cơ thể. Ngoài ra, nấm linh chi có thể chứa nhiều carbohydrate, các axit amin và protein, hợp chất đường đa phân tử polysaccharide trong nấm linh chi có tác dụng tiêu diệt khối u, giảm huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch. Acid ergenoderic giúp giảm nhẹ dị ứng bằng cách ức chế sự sản xuất histamine. Sử dụng nấm linh chi. Để dùng nấm linh chi hiệu quả, người ta thường thái nấm linh chi thành từng miếng lát mỏng hoặc tán nấm linh chi thành dạng bột mịn, nấu chín hay hãm với nước nong. Mỗi ngày trung bình, một người dùng nấm linh chi từ khoảng 5 đến 10 gram đun với 1,5 lít nước trong khoảng 15 phút rồi dùng dần. Người bệnh có thể nhận thấy công hiệu từ 10 đến 2 tuần sau khi dùng nấm linh chi và nếu được dùng liên tiếp trong 2 tháng sẽ cảm nhận được kết quả tuyệt vời của nấm linh chi. Mướp đắng có thể chữa ung thư tụy. Nguyên liệu: 1 quả mướp đắng, 2 đến 3 quả táo, 2 cành cần tây, 1 quả dưa chuột, 1 quả chanh, nước ép trái cây. Mướp đắng có thể làm giảm vị khó chịu của mướp đắng. Thực hiện: rửa sạch nguyên liệu, mướp đắng bổ nửa theo chiều dọc, bỏ hạt và phần màng trắng, những nguyên liệu khác cắt thành miếng nhỏ rồi bỏ vào máy xay sinh tố. Xay thành nước để uống. Lưu ý, muốn giảm vị đắng của mướp đắng, bạn có thể thái nhỏ mướp đắng rồi ngâm trong nước 30 phút hoặc chần qua nước nóng 2 phút cho tới khi nửa chín. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui khỏe mỗi ngày.